So today, nè, tụi con nè, không thay nắng nhưng mà ăn trái salmon, nè, thấy salmon bao giờ nắng, chùm môi nắng tụm peng bà răng. Ôi nè, khơi nhè, lo lo mình tàn. Tớ chập đòn thua tụi con nè, tụi bông láo nhưng liên thấy salmon nè, ai biết sao sân. Ôi nè, làm tụi nổ ngon anh nè. Lần nữa nhâm chập răng thôi ta chỉ lúa đập bay bạc thấy hai nhanh tập bèn và răng ní sạch sốt sò sò mực ẩm bẩn tắc trái cruch mà nhôm ra người ta hạt lôi mình nhóm là bay chặt thấy nắng đặt bơ bị lợp lại đang tới đặt bay việt tuần lỗ
mà tiết nhóm chập tâm vô vì tự ăn. Chưa nhỉ? Ừ. Nè. Nãy tao bị pê đây nhầm ăn vì giờ pê đầm tì má lỡ bị bán cho anh hai tờ. Giờ bà đam phụ cho mỗi bụi nhầm được pê nhẹ tặng ngon cái nế. Chưa dạ. Nói cho. Ôi, khlân vì là chơi món ăn đấy. Ăn lăng ô mình xem nói. Wow, làm chui món khẩn. Chưa chắc mình tên. Bye bye.